thì đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Tân Hợi 1971 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn nắm bắt được vận mệnh, công danh, sự nghiệp của mình trong năm. Quý vị thân mến, đừng coi thường con giáp này trong năm 2023 Quý Mão, chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vui kể. Bất kể cuộc sống của người khác ra sao, nhưng riêng con giáp này thì không bao lâu nữa sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi càng bị người đời chà đạp khinh thường, lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có về cuối năm khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Vốn dĩ người đời phải trải qua nhiều giai đoạn mới thực sự trưởng thành, trời sinh mỗi người một số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra sẽ được sung sướng, chắc chắn sẽ được sung sướng cả đời, ngược lại không phải ai khổ cũng sẽ phải chịu số phận lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong số ít những con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ trong một đêm trong năm 2023 Quý Mão này. Có những người chỉ cần bước sang một vận mệnh khác sẽ thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc, đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó trong năm 2023. Bất kể cuộc sống người khác ra sao, nhưng riêng tuổi Tân Hợi chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vận trình của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Quý Mão 2023 ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái túy khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái túy để nghênh đón thái túy mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái túy của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái túy của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng trong năm 2023. Trong năm 2023, vận khí của người tuổi Tân Hợi không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mạng cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ mãn kinh nên cảm xúc của bạn rất dễ dao động. Tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều, nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn thiên la, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Hợi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can tân âm kim gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, những gia chủ Tân Hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 cần chú ý tháng Đinh Tị, tháng tư âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Tân Hợi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Tân Hợi gặp sao thái bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao thái bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng, để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng sao giải hạn thái bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo đồ vật cắt tường, cầu may hay là dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen để giải hạn được sao thái bạch. Mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị dùng sơ viết trên giấy màu trắng.
Tây phương canh Tân Kim, Đức Thái Bạch tinh quân vị tiền, lại về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ. Qua 20 giờ đêm bài vị vào nhà, đốt và được. Hoặc có thể vận dụng các yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm nay, mệnh chủ nên tránh hoặc là may những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người thì nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức, phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng năm nay gặp hạn thiên la. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, có bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải nên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, trong tháng này gia chủ gặp được những niềm vui bất ngờ. Tháng 2, tháng này gia chủ đón niềm vui trong nội tộc về việc cưới xin, hỷ tín hoặc các công việc của con cái gặp nhiều may mắn. Tháng 3, đây là tháng gia chủ Tân Hợi có lộc về mặt tiền bạc, chủ yếu do người khác đưa tới. Tuy nhiên, gia chủ lưu ý bệnh máu huyết trong tháng này. Tháng 4, tháng này mọi việc của gia chủ sinh năm 1971 diễn ra cơ bản bình thường, không nhiều biến chuyển. Bên cạnh đó, gia chủ chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 5, gia chủ có thể bị kẻ xấu nói xấu sau lưng trong tháng này và nhiều chuyện buồn đưa tới khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều. Tháng 6, gia chủ cần chú ý khi đi ra ngoài, dễ gặp tai nạn bất ngờ. Tháng 7, đây là tháng mọi công việc của người tuổi Tân Hợi nữ mạng không được tốt như mong muốn. Trong tháng này, nếu di chuyển đi xa thì nên lưu ý. Tháng 8, được hưởng ông phúc của tổ tiên, sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 9, trong gia đạo của gia chủ có nhiều bất hòa trong tháng này. Khi ra ngoài, gia chủ tuổi Tân Hợi cần cẩn thận, xe cộ đi lại. Tháng 10, có tin vui về công việc của con cái. Tháng 11, tháng này mức chi tiêu của gia chủ rất nhiều, tiền chủ yếu là cho thuốc thang, chữa bệnh, tin vui bệnh tình chuyển biến tích cực. Tháng 12, tháng cuối năm gia đình hòa thuận êm ấm. Tổng kết tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng trong năm 2023 Quý Mão về sự nghiệp. Tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá bình ổn trong năm này. Bạn vẫn có thể gặt hái được nhiều tin vui khi chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn. Chỉ cần bạn quyết tâm và chăm chỉ thì sẽ thu được thành quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hung tinh nên hung hiểm vẫn luôn rình rập. Điều này nhắc nhở gia chủ phải luôn có sự tỉnh táo, cẩn thận và chủ động với mọi việc của mình. Bạn không nên có tâm lý dựa dẫm vào bất cứ ai. Việc mình làm, tự làm sẽ tự hưởng thành quả. Về tài chính, tuy cơ hội phát tài trong năm 2023 không quá rõ ràng với con giáp này, nhưng bản mệnh hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình bằng việc xông xáo tìm hiểu thị trường, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm đối tác. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng lương thưởng, những đóng góp của bạn được ghi nhận xứng đáng. Về sức khỏe của nữ mạng Tân Hợi có thể gặp một số vấn đề khó chịu do thời kỳ mãn kinh gây ra. Bạn nên tăng cường thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ cũng như giữ tinh thần thoải mái để cải thiện thể trạng nhanh hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý hơn đến an toàn cá nhân khi đi lại hay làm việc nặng để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất.
Vật phẩm phong thủy đã được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Tân Hợi năm 2023 nữ mạng với các mối quan hệ tình cảm đa phần đều rất thuận hòa, gia đạo êm ấm, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau nên giảm bớt rất nhiều xung đột. Cha mẹ nên có cái nhìn thoáng hơn về con cái, đặt mình vào hoàn cảnh của con để đôi bên có tiếng nói chung, giảm khoảng cách thế hệ. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Tân Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Hợi, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.